Hello 500 anh em đã quay lại với channel Vĩnh Hậu Trương. Và ngày hôm nay tôi đã quyết định mượn một chiếc xe ba gác này để mua hết loa của bạn nhân viên bán loa. Và đó là một câu tôi bịa ra, tôi làm gì đủ sức mà mua hết anh em. Thế chứ anh em mà hay coi clip Vĩnh cho anh em cái gì ạ? Cho sau đây anh em ồn quá, chờ tí tại tôi đang ở ngoài đường anh em mà thông cảm nha. Nếu mà anh em nào mà có coi clip cùng Vĩnh á là biết là nó hát với cho con bé bán loa nghe nhiều lắm đúng không? Chuyện nó quá bình thường anh em ạ, rất bình thường đối với tôi luôn. Thật ra bây giờ mình tới cái tiệm nào cũng vậy, mình xin mình test loa là mình sẽ hát được. Rất đơn giản. Cái chuyện mà không đơn giản là sao? Ê, sợ hư xe ta. Cái chuyện không đơn giản là sao? Bây giờ mình phải làm sao mà cho con bé nó hát cho mình nghe nó mới đỉnh. Anh em hiểu ý tôi chứ? Anh em hiểu không? Mình phải làm sao cho nó hát được thì mới ghê chứ. Còn vô giờ cầm mic mình hát, cái đó là chưa kể bây giờ mà tôi dụ được con bé đó. À không, nó dụ dụ ghê quá. Bậy, nó dụ. Mình mời bạn nó song ca với mình, nó mới là một cái câu chuyện đáng để bàn. Đúng, đúng. Không, anh em có trông chờ điều đó không? Mà thật sự tôi cũng lo anh em mà ví dụ vô thuyết phục con bé đó hát, nó là cả một vấn đề. Tôi cũng đang lo cái vấn đề thứ hai. Con bé hát hay thì tôi không nói, nhưng mà lỡ con bé nó hát kém hay, nó kém hay đi thì anh em cũng chịu khó lắng nghe nha. Còn giọng hát tôi thì anh em khỏi phải bàn rồi. Giọng hát của tôi là điểm của chớp rồi. Rồi anh em theo tôi, bây giờ tôi đi xếp máy trước đã. A few moments later. Hello, xin chào 500 anh em. Tôi đã vào trong tiệm nhưng mà hiện tại là chưa có con bé ở đây anh em. Chờ xíu đợi nó ra, chắc nó đi vệ sinh đó. Chờ nó ra xong hết. Ê bé. Nó nghe. Ý là bữa nay anh tới anh mua loa nhưng mà cho phép anh ghi hình được không? Tại vì anh cho bạn nó xem nữa. Dạ được ạ. Ok, cảm ơn em. Ok. Cái này ở đây anh cần cái loa 2 mic đâu ở nhà, anh có coi trên mạng đấy nha. Đây rồi, đây, cái này. Đây. Đây nha, Khứa ơi. Nhiên. 2 mic đàng hoàng, ok chưa? Bây giờ anh cho anh xin phép anh đặt máy anh test cái loa nha. Dạ. Ok, rõ chưa nhỉ? Rồi, ok. Rồi. Cái này bây giờ ví dụ như anh mua thì có ship về được không em? Dạ có anh. Em sẽ ship đến tận nhà cho anh. Đây nha bạn ơi. 2 mic nha bạn ơi. Đầy đủ nha. Cái này thì anh tìm hiểu rồi, không cần tư vấn đâu, anh coi trên mạng hết rồi. Bây giờ anh chỉ cần test âm thanh thôi. À nhưng mà nó nghe nè, ví dụ như bây giờ em ở đây là 2 mic, mic nam, mic nữ đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ em test cái giọng nữ giùm anh được không? Dạ em sợ hát vô bị á hít quá. Không, đâu có gì đâu. Hay ạ? Ý gì? Không phải vấn đề hay không, mà là ví dụ như bây giờ anh mua ở đây đúng không? Anh hát mic nam thì ok, anh hát thử được rồi nè. Dạ. Nhưng mà về ví dụ như giọng nữ này, cái mic nữ này nó không ok đi. Mắc công anh đi trả lại đúng không? Vậy bây giờ em hát thử cho anh nghe một hai câu thôi, ok nha. Em sẽ ok hướng dẫn giùm anh, mở cái này anh không biết sai. Dạ anh kết nối bluetooth đi. Ok, qua nhầm cái rồi. tăng. Bluetooth. Từ từ nha. Em hát bài gì nhỉ? Em hát bài gì? Anh hát bài gì á? Rồi em hát được bài gì nè? Anh mở luôn cho. Anh biết hát bài Chim Trắng Mồ Côi không? Chim Trắng Mồ Côi, ok. Cái đó em thấy song ca dễ hát á. Chim Trắng Mồ Côi. Vậy ta? À, nhạc số. Ủa sao giống tôi tư vấn cho bà hơn bà tư vấn cho tôi quá vậy? Cái làm mít nữ nha. Đúng không? Mở đây. Ok chưa? Ok. Alo. Tôi test mít nha bạn ơi. Mình quay qua đây có gì mình hát bên này để cho bạn anh ở nhà nó kiểm tra được cái chất lượng mic nha.
Ok. À vô ha. Như con đứng hết trước không ta? Đúng rồi. Mấy bạn anh ở nhà chắc nó ganh tị lắm. Anh làm được chuyện mà không ai làm được. Xanh trên đồng cây lúa chờ ngày mùa đơm bông, chi lúa quê hai đứa hay vui đùa, em thích cổ anh chim sáo mồ côi, phù sa dung đắm chia đôi bờ, anh bên bồi em bên lỡ mong chờ. Tàn trôi xa nơi bến đầu, chim sáo bay xa mãi không về, em vẫn chờ anh nơi đây bến lỡ, rồi nhớ thương anh câu hát mong chờ. Thương chim quên đắng nở, thương con cá đôi trên đồng, nghe chim trắng mồ côi đâu còn ai đón anh. Quá tuyệt vời. Tắt cho mình, tắt cho mình cái này. Ok. Đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Rồi, sau khi hát xong, anh đánh giá là ok, mít ok đó. Người em cảm thấy giọng hát anh sao? Dạ hay ạ. Cái loa nhạc của em là chất lượng nhưng mà cái giọng anh cũng hay sẵn nữa. Thế à? Giọng anh hay sẵn cơ à? Dạ. Mấy bạn tới Tết trước đây thì sao em? Dạ em thấy cũng hay. Hay là ai cũng hay đều vậy hả? Dạ. Ô vậy là giọng anh bình thường rồi, giọng anh đâu có gì khác bọt đâu đúng không? Dạ không, mỗi người mỗi giọng hát có điểm hay khác nhau ạ. À ra vậy. Thôi, chốt đơn về thôi, có gì nữa. Vậy mình lấy loa này ha. Ủa anh tưởng năm nay tới Tết thôi chứ. Không ý là nó nghe, anh tới anh Tết thôi, anh xin phép rồi, anh ghi hình anh Tết nhẹ thôi, rồi bữa khác anh tới anh mua được không? Là hôm nay anh không có lấy, lấy luôn. Ý là hôm nay anh chưa có chuẩn bị Tết thôi. Đúng rồi, được không? Được phép không? Dạ cũng được ạ. Dạ cũng được đúng không? Rồi ok, thấy chứ, thôi tính tiền nhanh đi, chứ dạ, nghĩ sao vậy là anh thái mà. Rồi vậy nha. Dạ. Từ từ để anh. Rồi nha bạn ơi. Tôi tách lo và tôi lấy lo về nha bạn ơi. Nha, vừa làm chưa? Rồi đi, mình đi tính tiền thôi em.